Anh em nào hay chở bạn gái thì biết lựa chọn cái tông phim cách nhiệt nào là hợp lý cho xe ô tô của mình chưa? Đấy, hôm nay em sẽ chỉ cho anh em nhá. Nói vui vậy thôi chứ không phải là bảo là anh em nào mà có bạn gái có bồ mà dán phim cách nhiệt nào để giấu bạn gái đi đâu. Nhưng mà có cái gói phim này rất là hay nên là em muốn giới thiệu cho anh em. Đấy, nhiều anh em đi dán phim cách nhiệt thì cứ mang xe vào cũng không hỏi kỹ và nhân viên cũng không tư vấn kỹ là dán cái tông nào ấy, xong rồi khi dán xong một đợt sáng quá, hai cơi quá. Đấy, hôm nay giới thiệu cho anh em một cái gói phim rất là hay, đó là cái kính lái. Không nói kính lái, nó cái mã kính lái thì nó hầu như là độ sáng ở gần như nhau, nhưng mà cái kính sườn này thì anh em nên lựa chọn cái tông kính sườn trước này, tức là sườn trước này để nhìn hai gương hậu này, là cái tông vừa, tức là nó không tối hẳn, không sáng hẳn. Còn đằng sau thì anh em có thể dán cái tông nó tối hơn để cũng có thể là đảm bảo riêng tư nó tốt hơn. Đấy, và nhìn trên xe thì nó cũng đen xì, nhìn nó cũng sang trọng hơn. Đằng trước thì anh em chỉ nên dán tông 20 thôi nhá. Đấy, để anh em còn đảm bảo nhìn là cái tầm nhìn cái hai cái gương chiếu hậu này. Đó. Vẫn anh em vẫn thấy là đảm bảo nhìn đó ạ. Nếu mà anh em mà dán đằng sau ví dụ như cái tông 05, tức là cái chỉ số tia sáng của nó chỉ 5% ấy, thì buổi tối anh em lùi xe hoặc là đi trời mưa thì hơi khó nhìn. Đó là một cái gói phim mà rất là hợp lý để cho anh em lựa chọn. Đấy, em nói vui chứ không phải là bảo là xe đi chở bồ thì dán cái kiểu này kiểu kia đâu anh em nhá.